Thưa quý vị và các bạn, sau khi lượt trận cuối cùng của bảng G diễn ra, World Cup 2022 đã xác định được những đội tuyển có mặt tại vòng 1/8. Những cặp trận hấp dẫn đang được người hâm mộ chờ đợi phía trước. Sau gần 2 tuần thi đấu, vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại. Qua đó, giải đấu cũng đã xác định được 16 đội tuyển mạnh nhất có mặt tại vòng 1/8. Tại bảng A, với phong độ ấn tượng của tiền đạo Cody Gakpo, Hà Lan thống trị bảng đấu này. Đối thủ của câu lạc bộ da cam là Mỹ. Xứ sở cờ hoa đã xuất sắc đánh bại Iran trong trận đấu quyết định giành tấm vé chơi vòng 1/8 tại bảng B. Bên cạnh đó, một cặp đấu đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và Senegal. Đội quân của huấn luyện viên Gareth Southgate đang có phong độ cao, vì vậy tham dự được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại diện của châu Phi. Đội tuyển nhất bảng C là Argentina, Messi và các đồng đội sẽ chạm trán với Australia. Đây được cho là thử thách dễ dàng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni. Cặp trận thứ tư sẽ là Pháp và Ba Lan, nơi mà Mbappe có cuộc đụng độ với Lewandowski. Đặc biệt, vòng 1/8 World Cup 2022 có sự hiện diện của hai đại diện đến từ châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Những chiến binh Samurai xanh sẽ gặp Croatia, còn Son Heung-min và đồng đội sẽ đối đầu với Brazil. Đây đều là những thử thách lớn dành cho hai niềm tự hào của AFC. Hai cặp trận cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ là Tây Ban Nha chạm trán với Maroc và Bồ Đào Nha quyết đấu với Thụy Sĩ. Đặc biệt với Seleção châu Âu, đây có thể sẽ là những lần cuối cùng khán giả được chứng kiến siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ bắt đầu với cặp trận giữa Hà Lan và Mỹ. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ tối ngày 3 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thời điểm này, nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong đó các loại rau xanh tăng giá từ 10 đến 15%. Thậm chí một số các mặt hàng thủy hải sản tăng đến 30% so với tháng trước. Tại các chợ truyền thống, các loại cá nuôi, cá biển đồng loạt tăng giá khoảng 10.000 đồng 1 kg so với tháng trước, lên lần lượt là 350.000 đồng và 600.000 đồng 1 kg. Tương tự, các loại rau xanh như súp lơ, xà lách hiện cũng đắt thêm 5.000 đồng 1 kg lên 70.000 đồng. Hành lá, tía tô, húng quế tăng 10.000 đồng lên 75.000 đồng 1 kg. Lý giải nguyên nhân giá hàng hóa lên mạnh dịp cuối năm, các đại lý bia, nước ngọt cho biết hiện nay chi phí đầu vào tăng cao, nhất là tiền nhân công, chưa kể phát sinh thêm các chi phí thuê kho bãi chứa hàng. Bên cạnh đó, tại Nam Bộ, mưa kéo dài khiến các loại rau xanh bị thối, hư hỏng, khiến sản lượng giảm mạnh dẫn đến giá cả tăng lên. Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các hiệp hội ngành hàng cập nhật sát tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế để kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước trong thời gian tới. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các trường trên địa bàn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn và căng tin. Thông tin trên vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề cập trong văn bản gửi các trường, yêu cầu các trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Theo đó, nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp thực phẩm xuất ăn cho các trường học có bán trú. Nếu phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, Sở đề nghị các trường cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Các trường lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, hiểu đúng, tìm hiểu kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Thưa quý vị, nằm ở phía nam cửa sông Hồng, vườn quốc gia Xuân Thủy đặc trưng cho hệ sinh thái đất ngập nước, cửa sông ven biển của miền Bắc Việt Nam. Với diện tích bãi triều lầy có rừng ngập mặn lên tới trên 1.500 ha. Bên cạnh những giá trị tài nguyên được tạo ra dưới tán rừng thì hàng năm, rừng ngập mặn tại khu vực còn mang lại trữ lượng mật ong lớn từ nguồn hòa tự nhiên. Dưới những tán rừng ngập mặn xanh ngút tầm mắt, không chỉ có thủy hải sản mới mang lại nguồn lợi kinh tế, mật ngọt cũng được kết tinh ngay dưới những tán rừng xú vẹt này. Anh Bùi Văn Bắc có vài chục năm kinh nghiệm làm nghề nuôi ong. Dựa vào lợi thế rừng ngập mặn ven biển có sẵn tại vườn quốc gia Xuân Thủy, anh Bắc quyết định phát triển nghề nuôi ong dưới những cánh rừng ngập mặn. Mô hình sinh kế này giúp anh thu được mật ong, phấn hoa, đặc biệt không phải tốn chi phí cho ăn mà nuôi dưỡng, cộng thêm phương pháp nuôi ong tầng kế cũng cho năng suất và chất lượng mật tốt hơn. Vì thế mỗi năm mật ngọt dưới tán rừng ngập mặn mang về cho anh thu nhập từ 4 đến 500 triệu đồng. Ở khu vực này có cái vườn ngập mặn của vườn quốc gia Xuân Thủy
thì thấy như người ta nuôi ong thì cũng thấy phát triển mạnh, mình cũng theo nghề nuôi ong thì cũng khá lâu rồi, nhưng mà mình thấy là cái nghề ong này phát triển cũng là được. Thì một năm thì doanh thu thì như em mấy anh em doanh thu thì với nhau là khoảng đến 400-500 triệu một năm. Sản phẩm mật ong hoa sú vẹt được ví von là vị mật của biển cả. Đây cũng là loại mật duy nhất lấy từ loài cây của rừng ngập mặn. Vì thế mật này có hương vị khác biệt so với hương vị của các loại mật ong rừng hay mật ong công nghiệp. Mật ong rừng sú vẹt vườn quốc gia Xuân Thủy thường có độ đường đạt 62,2mg trên 1kg, hàm lượng nước từ 25% đến 28%. Do được khai thác hoàn toàn từ nguồn hoa tự nhiên nên mật ong rừng sú vẹt có ưu điểm vượt trội là thơm, chứa nhiều dưỡng chất, vitamin tự nhiên và không bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Một năm thì ở đây thì cái vườn quốc gia Xuân Thủy này nó có mật sú này xong sang mật vẹt. Thì mật sú thì nó ít thôi nhưng mà sang mật vẹt là chính. Thì bán thì bán cho người dân ở khu vực này hết. Mật sú mật vẹt nó có đặc điểm là nó cái mật của nó thì là chữa dạ dày tốt. Mà thứ hai là cái mật sú vẹt này nó có cái độ mặn hoàn toàn khác cái mật tự trên rừng nhiều. Trước tiềm năng phát triển của sinh kế nuôi ong lấy mật từ rừng ngập mặn trong khu vực, đồng thời nhận diện được những nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của sản phẩm, năm 2014, dưới sự hỗ trợ của Quỹ rừng ngập mặn cho tương lai, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã thúc đẩy chương trình xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm mật ong rừng sú vẹt Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận vào ngày 6 tháng 9 năm 2016. Khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy thì cái hoa sú vẹt thì người dân địa phương có một số những thùng ong là người ta di chuyển từ những khu vực khác về để khai thác cái mật từ hoa sú vẹt. Thì khi mà bảo vệ tốt được những cái giải rừng ngập mặn thì cái nguồn lợi đặc biệt là thủy sản rồi mật từ hoa sú vẹt thì sẽ tạo ra được cái nguồn thu nhập cho người dân. Thì đây là cái lợi ích mà mang từ cái hệ sinh thái đất ngầm nước mang lại cho người dân địa phương. Ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có tổng diện tích 14.500 hecta, trong đó hơn 7.100 hecta là vùng lõi và hơn 7.300 hecta là vùng đệm. Là khu dự trữ thiên nhiên với nhiều sinh cảnh độc đáo, được bao quanh bởi những vùng rừng sú vẹt. Dưới những tán rừng này, nhờ biết cách khai thác tiềm năng thế mạnh, nhiều hộ gia đình đã tham gia phát triển nghề nuôi ong, vừa đem lại nguồn thu nhập cao, vừa góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tại địa phương. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện nay có một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may, túi sách, chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến việc làm của hơn 1.000 người lao động. Hiện trong khu công nghiệp Đà Nẵng đã có 8 doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may, túi sách, chế biến thủy sản trong các khu công nghiệp đang gặp khó khăn về đơn hàng và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất cầm chừng, người lao động làm việc luân phiên, giảm lao động. Số lượng lao động bị tác động là 1.064 người. Trước tình hình trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ tổng hợp số liệu thống kê để nắm rõ tình hình. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp đảm bảo quyền lợi của người lao động nghỉ việc nếu có, theo quy định. Ngoài ra, sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động như hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý nhanh các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp kịp thời. Ban quản lý sẽ rà soát các doanh nghiệp, những ngành không bị ảnh hưởng mà có nhu cầu tuyển thêm lao động để giới thiệu, làm cầu nối để người lao động bị mất việc tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, người dân trên địa bàn các xã biên giới đã quen với hình ảnh những tuyên truyền viên quân hàm xanh chở phía sau xe máy một chiếc loa phát liên tục các nội dung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới. Vâng, và đó là một trong những cách làm hay, sáng tạo, bám sát tình thực tế của các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên. Và những đổi mới sáng tạo này đã tạo nên bước đột phá, nâng cao kiến thức pháp luật cho mọi người dân ở địa bàn vùng biên giới. Cơ động đến các khu dân cư và từng đường làng, ngõ xóm các thôn bản, nội dung tuyên truyền được phát bằng tiếng Việt và cả tiếng dân tộc nên đã phát huy hiệu quả tối đa. Tiếng loa biên phòng đã trở thành kênh thông tin trực tiếp quan trọng, thiết thực của nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới. Qua đó, những thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương liên tục được cập nhật tới người dân một cách kịp thời. Thấy biên phòng xuống tuyên truyền cho dân bản, thì từ lúc
đấy thì dân bản chúng tôi cũng không cờ bạc mà cũng không đánh bài mà cũng dây vào tệ nạn xã hội. Từ lúc đấy là thôn bản là nó từ lúc đấy là an ninh đến bây giờ, mọi người là tích cực làm ăn, từ lúc đấy là tích cực làm ăn, bây giờ là mới sôi nổi là được cơm no áo ấm. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn phối hợp và tổ chức có hiệu quả mô hình biên giới với học đường tại các trường học trên địa bàn đóng quân. Thông qua những buổi ngoại khóa này, nội dung về biên giới chủ quyền lãnh thổ được tuyên truyền miệng, kết hợp trình chiếu hình ảnh video phù hợp với trình độ và nhận thức của các em. Công tác tuyên truyền giáo dục về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia cũng như là các quy định về pháp luật biên giới được đồn biên phòng Chi Lăng phối kết hợp với nhà trường thực hiện rất là thường xuyên hiệu quả. Qua đó thì cũng đã giúp được giáo viên, học sinh nhận thức được đầy đủ đúng đắn về cái chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và các quy định pháp luật về biên giới. Nhiều điều luật đã được lồng ghép khéo léo trong các trang sách, bìa vở giúp các em học sinh dễ nắm bắt cũng như hiểu rõ, hiểu đúng về đường biên, cột mốc, an ninh biên giới và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến bạn bè, người thân để cùng chung tay bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật trên khu vực địa bàn thị trấn Đồng Đăng là một nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm. Do đó thì chúng tôi đã ngoài những phương pháp làm tuyên truyền truyền thống như trước đây thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tiến hành tặng các tủ sách pháp luật cho các nhà trường trên địa bàn thị trấn và tặng cho mỗi cháu học sinh một cuốn vở học sinh, trong đó có nội dung tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam bằng nghị định số 34. Nhằm đưa luật biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng và chính quyền địa phương trên địa bàn biên giới, khai thác, tiếp nhận và sưu tầm tài liệu, biên soạn nội dung để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn. Trong thời gian tới, thì để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam đến gần hơn với đời sống, đến với bà con nhân dân, đến với cán bộ công chức, thì chúng tôi đã tham mưu chủ ban dân tỉnh Lạng Sơn là tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục luật biên phòng Việt Nam vào các nhà trường, vào các cơ sở đào tạo và phổ biến tuyên truyền pháp luật về biên giới, biên phòng cho các huyện, xã, nội địa. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, công tác tuyên truyền của bộ đội biên phòng đã góp phần giúp nhân dân biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị, khu quản lý đường bộ 1 Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, đơn vị sẽ hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí BOT trên quốc lộ 2 đoạn Hà Nội Vĩnh Yên trước Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, sau khi Bộ Giao thông Vận tải xác lập quyền sở hữu dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài Vĩnh Yên, khu quản lý đường bộ 1 đã hoàn thành tháo dỡ một trạm. Hiện chỉ còn một trạm thu phí số 1 thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, theo hướng từ Nội Bài đi Vĩnh Yên. Đơn vị đang báo cáo Cục Quản lý Đường bộ Việt Nam phương án tháo dỡ đảm bảo hoàn thành công việc này trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trước đó, vào cuối tháng 8, Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2 đã thống nhất ký kết thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và biên bản thanh lý hợp đồng BOT do đơn vị quản lý đã hoàn thành việc thu phí trước thời hạn. Thưa quý vị, sau một thời gian dài chuẩn bị, thì mới đây Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chính thức triển khai thí điểm mô hình sử dụng xe điện hai bánh kết nối điểm buýt nhanh BRT áp dụng ở nhà chờ Văn Khê đến trung tâm thương mại Ion Mall Hà Đông. Và bước đầu thì mô hình thí điểm này đang nhận được nhiều hướng tích cực từ phía người dân. Theo đó, hai loại xe điện được sử dụng gồm xe máy điện và xe đạp điện trợ lực. Thời gian thí điểm trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023, khung giờ người dân được thuê từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ tối. Trong quá trình thí điểm, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn và được theo dõi qua hệ thống đã được xác minh trước đó trên điện thoại bằng chứng minh thư hay căn cước công dân. Cái hình thức kết nối này là mới, khá là mới ở Việt Nam, cho nên là cũng dần dần từng bước chúng ta phải giải quyết. Thế còn trước mắt thì cũng sẽ tìm cách, một là
chúng tôi sử dụng app để quản lý. Hai nữa là chúng tôi cũng khi mà người dân sử dụng thì cũng sẽ phải đăng ký, và cái trách nhiệm nó sẽ được thể hiện ở các cái nội dung đăng ký như là số điện thoại, như là chứng minh thư căn cước công dân hay là bằng lái xe. Và như vậy thì đó cũng là một trong những cái ràng buộc về trách nhiệm của người sử dụng. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ phải có cái đội hỗ trợ khẩn cấp. Trong quá trình thí điểm, người dân chỉ được phép di chuyển trong phạm vi cho phép được hiển thị qua app đã được cài đặt trước đó. Nếu có trường hợp sử dụng xe di chuyển quá phạm vi, sẽ có biện pháp nhắc nhở hoặc cử lực lượng an ninh truy tìm theo định vị để tránh việc bị mất phương tiện. Hiện tại thì ở trên xe đã có cái thiết bị định vị và báo động trong trường hợp mà người dân đi ra khỏi cái vùng hoạt động được cho phép ở trên app. Thì ngay lập tức thì trên app của người dùng sẽ có cái cảnh báo nhắc nhở để người dùng quay lại. Trường hợp mà người dùng cố tình vi phạm các cái trường hợp đó thì bộ phận quản lý ở trên hệ thống sẽ trước mắt là sẽ gọi điện liên hệ để nhắc nhở với người dùng. Trong trường hợp mà vẫn cố tình nữa thì sẽ có một cái đội gọi là an ninh về cái vấn đề về xe là sẽ đi tìm theo cái vị trí và định vị mà đã được cài đặt trên xe để đảm bảo xe là không bị mất cắp. Mục tiêu của phương án thí điểm này là nhằm tăng tính kết nối với tuyến buýt nhanh BRT, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân từ điểm chờ buýt nhanh Văn Khê đến trung tâm thương mại Ion Mall, qua đó hình thành thói quen cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.